cậu bé có một siêu năng lực, cứ đến 12 giờ đêm thì có thể đi xuyên qua tấm gương đến thế giới trong đó, tìm thấy một cặp bố mẹ ruột khác. Cô giáo bảo Tiểu Nhạc đứng lên bục, đọc bài văn cho các bạn nghe. Cậu bé đã viết bài Bố mẹ của tôi. Bài văn viết như sau: bố mẹ đối xử với cậu bé vô cùng tốt, thường đưa cậu đi chơi, còn làm món ngon cho cậu ăn. Thế nhưng trong hiện tại, bố mẹ của cậu bé đã không về nhà trong 2 đêm. Cái gọi là đại tiệc của Tiểu Nhạc cũng chỉ là mì tôm. Buổi tối ngày hôm đó, bố mẹ cậu lại cãi nhau một trận. Đến 12 giờ đêm, Tiểu Nhạc không ngủ được nên đi ra phòng khách. Chỉ nhìn thấy một mình bố đang nằm trên ghế sofa, không thấy bóng dáng của mẹ đâu cả. Tiểu Nhạc chơi với quả cầu, lúc cậu bé ném quả cầu xuống đất, quả cầu lăn đến tấm gương rồi lăn luôn sang bên kia. Tiểu Nhạc cảm thấy vô cùng kỳ quái, thế là cậu bé cũng đi qua tấm gương. Cậu bé phát hiện bên kia của tấm gương có 2 người giống y hệt bố mẹ hiện tại, mà khi bọn họ nhìn thấy Tiểu Nhạc thì vô cùng mừng rỡ, dường như đã rất lâu rồi mới gặp lại. Người bố lập tức buông sách xuống, kể chuyện trước khi ngủ cho con trai. 7 giờ sáng, Tiểu Nhạc lại từ trong gương trở về hiện thực. Sau khi ăn sáng xong, cậu bé hỏi mẹ liệu có thể đưa cậu đi biển không. Người mẹ liền chỉ sang người bố ở bên kia. Người bố thuận miệng bảo chỉ cần Tiểu Nhạc ngoan ngoãn ở trên lớp thì sẽ đưa cậu đi. Nhưng trong lòng Tiểu Nhạc, cậu biết rằng bố đang nói dối. Đợi đến buổi tối, cậu bé lại đi đến thế giới trong gương. Bố mẹ ở bên này đều đặc biệt chờ đợi cậu. Từ lúc đó, cậu bé cứ đi qua đi lại giữa 2 thế giới. Bố mẹ ở hiện thực thì luôn cãi nhau, còn bố mẹ trong gương thì vô cùng cưng chiều cậu. 7 giờ sáng mỗi ngày, cậu sẽ trở lại thế giới hiện thực. Kết cục sau đó chính là lúc Tiểu Nhạc đi học không tập trung, thường ngủ gật trên lớp. Cô giáo nói lại việc này với bố của cậu. Sau đó, bố đã đánh mắng Tiểu Nhạc mà chẳng hỏi nguyên nhân. Người mẹ thấy bố đánh con trai, nhịn không nổi quát tháo, đe dọa anh ta sẽ ly hôn, mà con trai phải theo cô ta. Thế là 2 người lại bắt đầu cãi nhau. Tiểu Nhạc chạy vào phòng, vừa khóc vừa viết nhật ký. Đến 12 giờ đêm, cậu bé thu dọn hành lý, cùng với bố mẹ trong gương đi đến bờ biển. Cũng coi như là Tiểu Nhạc đã thực hiện được tâm nguyện. Nhưng đến khi mặt trời ló dạng, cơ thể của Tiểu Nhạc dần biến mất. Người mẹ vô cùng kinh ngạc, vì sao thời gian lại ngắn như thế? Cô nói rằng cô còn rất nhiều chuyện chưa làm cho Tiểu Nhạc. Nói xong liền rơi nước mắt. Tâm tình người bố cũng trở nên nặng trĩu. Đợi đến khi Tiểu Nhạc hoàn toàn biến mất, 2 người ôm nhau khóc nức nở. Còn sự thật chính là tối đó sau khi Tiểu Nhạc viết xong nhật ký thì đã rời khỏi thế gian này. Bố mẹ trong hiện thực nghe được tiếng động lớn, chạy đến phòng Tiểu Nhạc xem xét, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Sau khi xem xong, tôi có một phỏng đoán, có khi nào bố mẹ trong gương, Tiểu Nhạc của họ cũng mất rồi. Thế nên, lúc Tiểu Nhạc xuất hiện trước mặt bọn họ cho rằng ông trời đã cho họ một cơ hội để chuộc tội. Vì thế, đối với cậu bé vô cùng tốt. Nhưng vẫn câu nói ấy, thứ mất đi rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Đây chính là bộ phim được review ngày hôm nay, Ở một thế giới khác. Review phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.